Ấy yo, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Huy Lương ở đây. Tình hình là nghỉ hè rồi nhưng mà mình vẫn phải đi học các bạn ạ. Đáng lẽ ra mùa hè là mình phải được vui chơi sau những cái ngày tháng học hành căng thẳng chứ nhở. Thế nhưng mà anh Bi Quy Thành lại đăng ký cho mình vào một cái lớp học thêm các bạn ạ. Chán thật. Nhưng mà thôi, anh Bi Quy Thành lỡ đăng ký rồi thì bây giờ hãy theo chân mình để xem một ngày đi học thêm của mình sẽ như thế nào các bạn nhé. À quên, trước khi vào video thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh và bật nút chuông để xem những video mới nhất của mình các bạn nhé. Còn bây giờ thì let's go. Rồi đi học thôi. Ủa sao đây là thầy giáo của mình ấy hả? Thầy giáo gì mà hàm răng sắc nhọn xong còn có mỗi một mắt xong lông mày sâu gió này. Thầy là còn bị hói nữa. Trời ơi. Do tên nơ mà xanh đồ ha. Đây chắc là cô giáo hả? Đồng nghiệp của thầy. Cũng một mắt nhưng mà lại còn kẻ mắt cara xong rồi make up ố dề vậy trời. Là còn có một ruồi nhìn như kiểu là thịt nở vậy. Răng hơi bị vàng đậu rán này. Răng ông thầy lại trắng này các bạn. Let's go. Rồi chúng ta đi học thôi. Ủa sao lớp gì mà có mỗi hai bạn này? Ồ thế các bạn kia chưa đến à? Ủa thế thì mình là người đi học sớm nhất các bạn này. Sợi, các bạn thấy mình làm gương chưa? Được luôn. Ảnh của mình nè. Big Green Noob là học ngu nhất lớp hả? Này tôi lại nói cho biết là tôi học hơi sơ bị đỉnh cao ấy. Tôi học top 1 lớp tôi ấy. Tôi là học hồi xưa tôi đi học nha. Top 1 lớp lại còn lớp chọn luôn. Trời ơi sao lại 1+1+3. Really nigga. 1+1=2 chứ. Dạy cái này thì học hết con nhà người ta rồi. Thế này là càng học càng ngu à rồi ạ. Đây là cái chuông báo cháy. Ok bật thử xem. Bật chuông báo cháy rồi sao nữa. Oh à, cháy rồi mọi người ơi cháy thôi. Cháy rồi. Cái gì đây? Cẩn thận chân trượt à. Ok. À thầy ơi. Ôi thầy ơi. Thì như là trường có cháy rồi thầy ạ. Nên là em phải chạy nữa chứ không phải em trốn học đâu thầy ơi. Thầy đừng trốn em nữa. Ôi giời ơi. Đồ ngu. Thầy ơi. Thầy. Không phải em trốn học đâu thầy ạ. Ui mày quá thầy không nhìn. À thầy nhìn mình rồi. Ui no. À. Ôi trời ơi. Cứu. Bà đã chạy đi nhanh lên. Nhanh lên thầy đuổi đến nơi tôi kìa. Ô, thầy đâu rồi? Ủa thầy không đuổi nữa hả? Thầy ơi. Thầy. Ô thầy ơi. Ô thầy đang chạy lăn ra ngủ ấy. Ôi, cái bụng của thầy to phết nhỉ. Ủa, mình to đúng bằng cái đầu của thầy ấy. Thầy đầu to mà óc như con chim sẻ. Thoát ra khỏi đây thôi các bạn ơi. Tình hình là học chỗ này càng học càng ngu. Chả hiểu anh Bi Quy Thành đăng ký cho mình kiểu gì. Ê, giời ơi. Thế này thì chết, phí tiền học, phí tiền, phí thời gian. Thà rằng thời gian đấy mình sẽ dành ra mình chơi điện tử với cả các bạn. Với mùa hè. Ấy. Vâng, ấy trời ơi. Ui, cái trường gì mà toàn hàm răng sắc nhọn này, hai bạn hẹo các bạn ơi. Ú la la. Chạy thôi. Ai à, ui, ở dưới đây còn có cả sóng điện từ laser la rủng này. Rơi xuống phát là thôi, hồn lìa khỏi xác luôn các bạn ơi. Ui, trời ơi, ui. Thầy ơi, nhìn đâu thầy buồn cười nhỉ. Thầy hả, hói mà chán bóng loáng này. Có mỗi một con mắt. Thầy do ai đây? Em không sợ đâu. Ui, thầy cứ nhìn mình ấy các bạn ạ. Thầy bảo là thầy học sinh cáo biệt. Nhưng mà em có học sinh cáo biệt đâu. Em học hơi bị sao chăm ngoan đấy. Thầy buồn cười thật đấy. Ủa, à chết các bạn ơi, mình phải bấm cái nút nè. Đúng rồi, phải bấm cái nút thì mình có cái cửa nó mới mở. Ui, cái này như là cái máy ép rác ấy nhở. Máy như là máy nghiền ấy. Ui rồi ôi. À còn một nút nữa à? Giời ơi. Sao không thiết kế một nút thôi? Game đúng dữ. Let's go. Bấm. Hấy chậm. Đi. Cứ chắn đường hoài ta. Trường thì đang cháy rồi. Let's go. Hui. Ôi. Ui. To thế. À, các bạn ơi. Sao các bạn dùng như sung vậy? Ui, qua. Ngơ lướn. Ôi, bạn kia, bạn ấy bị mắc kẹt rồi các bạn ạ. Hờ, quá gà. Ui, quyển sách gì mà lại có cả như kiểu răng nhìn giống trong cái quyển sách trong Harry Potter ấy là có răng cạp này. Mình mà nhảy vào phát là thôi nó cạp một phát như này. Thôi, bẹp dí như con cá lý luôn. Ai đây, đi đây? Tôi nghĩ bạn phải đi vào trong cây này á. Có tin được bạn này không ta? Trong rapper, rapper, game miệng này. Ui, cô giáo đang đứng kia kìa. Cô giáo đang đứng ngó kìa. Đi đường nào ta? Thôi được rồi, mình sẽ tin bạn này nhá. Tin một lần thôi. Ôi, ok. Let's go. Ui, đây là cái nơi nào vậy ta? Nhìn trông cũng xịn xò con bò phết đấy. Một thư viện nhiều sách.
Nhưng mà hai thầy giáo với cả cô giáo này đọc nhiều sách thế mà vẫn kiểu bị núp ấy nhỉ. Bị ngơ ngơ con bò đeo nơ. Đây 1 cộng 1 bằng 2. Các bạn biết 1 cộng 1 bằng mấy không? 1 cộng 1 bằng mấy thì hãy comment ở phía bên dưới cho mình biết này. Báo chí Nani. À! Ui ui. Thầy ơi. Thầy tự nhiên thầy lại còn hóa thành con Chu Chu Cha luôn à? Nhìn giống con Chu Chu Cha vậy. Ú la la. Ui, thầy gắn cả con motor ở dưới luôn. À hình như là đây là con à! Ui thầy khe ra lửa luôn. Rồng lửa à? Hình như đây chỉ là robot của thầy thôi các bạn ạ. Ôi nhưng mà vừa nãy mình thấy giật à, ui rồi ôi, thầy còn có skill lia mũ nữa. Ui trời ơi. À! Vừa nhưng mà vừa nãy mình thấy thầy có cái lông mày sâu róm mà ta. Ui ôi ôi. Đồ ăn hại. Đây chỉ là robot của thầy thôi các bạn ạ. Tại vì con này không có cái lông mày sâu róm giống thầy. Ui ui. Thầy lại khe lửa tiếp. No. À, chết chưa. Ui gục ngã luôn. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Ui tôi đã tiêu diệt được cái con robot của thầy rồi. Nhưng mà bây giờ tôi lại phải chạy đi đâu ta. Ủa giờ đi đâu ta. Ủa. Ồ. Hay là phải chạy ra ngoài ta kia nhỉ. Lại phải chạy ra ngoài các bạn. Khả năng là vậy. Ý, không còn ai ở đây. Ui dồi ôi, tí thì ngã nha. Ui rồi chạy. Ôi ai rồi ôi. Để mà tiêu diệt được thầy rồi thì mình là ý. Ui ui. À cái góc kia hẹp thế. À đây đây đây, có một cái góc qua đây đó. Lên luôn. Hui. Vượt qua. Hui. Hui. Ui nó gãy. Ui giời. Ui giời. Hui. À ê. Một bật. Hai bật. Quá dễ luôn. Ghi gì. Ôi trời ơi cái gì đấy. Lorisa. Người thư viện. À cái cô này là cô trong thư viện chứ không phải là cô giáo à. Ôi. Ui. Cô ơi. Không lấy được khẩu súng đấy à. Lừa rồi. Rồi. Lấy một khẩu súng đấy. Ngoa luôn. Cô này cô ơi. Cô ơi, make up hơi đậm đấy nha. Make up đậm này ơi. Cô ôi cái rốn cô. Rốn cô to vậy. Ôi, mặc áo hơi rút. À, cô ơi, cô. À. Ngon luôn. Cô tức quá. Kinh. Cô ơi, ôi cô chìm xuống cả lên nhà luôn. Ảo thế đi. Bây giờ mình phải thoát ra khỏi đây các bạn ạ chứ hả. Ở trong này là bạn ấy não quá. Bấm nút. À bấm. Lấy cái ống này. Lại là cái này bắt cầu. Muốn sang thì bắt cầu kiều. Hey. Ui ở dưới toàn lava các bạn ơi. Sợ thật sự. Bác giờ sao bác ấy. Thầy giáo hồi trẻ này cũng bảnh chọe phết. Hồi xưa có tóc nhưng mà bây giờ bị hói các bạn ơi. Ê. Hey. À phải rui. Nó là như này hả. Đúng. Mình thật thông minh. Ngu rồi. Đấy. Trời ơi, thấy gì chưa. Thôi bỏ luôn cái này đi. Bỏ cái đây. Không bỏ được à. Thôi được rồi. Ok. Rồi, mình thường tự nhiên sáng sớm thức dậy bỗng nhiên thấy mình bỗng đẹp trai. Đẹp trai ghê ha. Cái gì ấy. Nani. Ui kinh. Cái quả cầu gai kia mà đâm vào người thì ối là la luôn. Ui. Sao dòng nước gì mà xanh lè xanh lét thế này các bạn. Nhưng mà nhìn trông cũng đẹp phết ha. Cái gì ấy? Hộp gì ấy? Ui! Có một cái bộ xương kìa các bạn ơi. Khả năng đây là nước axit rồi. Rơi một phát xuống là thôi. À ui! Hi là nó thôi các bạn ơi. Hi. À. Rồi, quá luôn. Quá rễ. Hi. Ui ôi. Sao quả cầu gai sát vậy ta? Đứng sát vậy. Hi. Nợ. Hơi chú. Hơi. Bạch. Quá rễ. Chạy một phát qua luôn các bạn ơi. Chạy một phát qua luôn các bạn ơi. Ui chú ơi. Ờ. Ui. Bút chì nè. Có một cái bút chì. Cái bút chì to này có mình viết cả 5-10 đời không hết các bạn ạ. Hơi. 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 Ui. Hơi. Ui. Trời ơi. Ấy. Bút chì viết 10 đời 8 kiếp không hết mực. Chắc nhầm bút chì chắc có mực. Bút chì là có chì chứ. Ôi giời ơi. Rồi. Một chiếc xe tăng nhưng mà nó bắt mình mua. Nó lừa mình. Ui giời ơi giật cả mình đấy. Ui.
thầy còn tự tạc tượng mình luôn mà thầy tự thần tượng mình luôn. Xịn luôn. Quá dữ. Thầy này chắc là giàu lắm đấy nhở. Nhưng mà Thiết nghĩ là kiểu cái trường học ngu này mà sao nhiều phụ huynh xin cho vào học vậy ta? Mà chính vì phụ huynh xin cho vào học nhiều thì thầy mới có nhiều tiền mà thầy mới giàu, thầy mới tự tạc tượng được mình chứ nhỉ? Ấy giời. Ui. Hây. Hây. Ui. Chùm Bắc Cua, ông chùm, ông Hoàng Thăng Minh có một cái cúp bây giờ rồi, lấy một cái cúp là người chiến thắng luôn. We are champion. What? Lấy luôn. Lấy cúp của em. Em ui, không phải cúp mà các bạn, đã là vào cuối à? Ảo thứ đấy. Ui. Thầy a. Ui. Kinh. Thầy lại còn bọc thép luôn. Lính bọc thép à? Ở đâu? Đây là robot bọc thép. No. Ui. Kinh, nhảy cao ấy. Ui ơi, lại còn có cả cái anten trên đầu nữa. Kinh thật. Nhưng mà cái cách đối phó với thầy cũng chẳng khác gì cách đối phó với cô đâu. Bắn pháo như một khẩu AK. Ra ta 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 ta. Ui ơi, chết à? Đấy, chết ngay. Ui ơi, đọc câu thần chú. Bắn ráp như một khẩu AK. Chìm luôn. Quá dữ. Đấy, làm sao mà làm khó được tôi. Ôi, cánh cổng mở rộng đón em luôn. Mẹ ơi, con học xong rồi. Con không học ở đây nữa đâu. Học ở đây càng ngày càng ngu đó. Rồi, bắt cái cúp về khoe mẹ luôn. Đây là con còn có lấy được cái cúp về học dốt anh nhầm. Một cái cúp gọi là cúp người của người chiến thắng chứ sẽ là cúp học dốt. Đi, lẽ gứa. Đê. Đê. Yeah, mình còn có một cái xe đi ra đón mình đón sẵn luôn. Rồi, các bạn thấy chưa? Người chiến thắng nó phải như thế chứ. Dùi ui ấy, hoài chưa? Hoài hơn cóc. Đấy. Bỗng nhiên thấy mình nhập vai. Đấy, cúp về. Nhưng mà tự nhiên lại lòi ra cái khẩu pháo nhìn trông hơi tèo nhá. Nhưng mà thôi không sao hết. Vẫn là có một cái chiến lợi phẩm đem về các bạn ơi. Các bạn thấy gì chưa? Người chiến thắng đang đứng dậy đầm kìa. Tưng 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 tưng. Đấy, thầy ơi. Thầy giáo ơi, thấy em đỉnh không thầy ơi? Đấy, em vượt qua chứng chỉ học ngu của thầy. Nói chung là em đã vượt qua cái chướng ngại vật mà thầy đề ra. Thầy thấy em đỉnh không? Quá rữ. Bùm. Bùm là gì? Nhảy cao. Chiến thắng nó phải như thế nha các bạn ơi. Rồi và cuối cùng mình cũng đã thoát ra khỏi cái trường học thêm siêu ngu của cái ông thầy giáo một mắt rồi các bạn ạ. Lông mày sôi gióm nữa. Và nếu các bạn thấy video này hay, để lại cho mình một like và một đăng ký kênh, và đặc biệt là bật nút chuông để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.